Kết quả mẫu nước do công ty này xả ra sông Sa Lung cho thấy nước thải sơ chế cao su thiên nhiên vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp. Công ty bị phạt 50 triệu đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định. Thời gian qua, sông Sa Lung tại huyện Vĩnh Linh đã bị ô nhiễm, khiến tôm cá của các hộ dân nuôi dọc sông Sa Lung chết hàng loạt. Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng này, lực lượng chức năng đã vào cuộc bắt quả tang công ty Đức Hiền chế biến mủ cao su xả thải ra sông Sa Lung. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhà máy giấy của công ty cổ phần Bắc Trung Bộ tại xã Vĩnh Long cũng có hành vi xả thải trái phép ra sông này.